rừng chân nghỉ tại Nha Trang. Hiu hiu gió thổi trời quang tuyệt vời, xanh xanh mặt biển xa trời, cảnh sao quyến rũ lòng người khó quên. Đây rồi hòn én hòn tre, xa xa hòn khói đi về. Hôm nay lại xem công thức mới có gì ở xóm nhà lá. Gọi chơi cho vui, chứ món ăn đường phố Nha Trang là rất tuyệt. Ở các góc phố ta có bánh căn, có bún chả cá, bún sứa, bánh mì thịt kiểu Nha Trang. Nhắc tới là thèm. Vì vậy bỏ qua các món Tây Tạo, hàng Nhật và cả combo khá rẻ của các quán ăn lân cận, chúng tôi đi thêm một chút, không xa, chỉ 100 mét, ở góc đường Hòn Chồng Bãi Dương là có một tụ điểm mà ở đó đông đảo quần chúng nhân dân đang xúm lại mua bữa sáng. Một cái thôi, một cái tập cẩm với một cái ngon hả? Không, xoài mặn bình thường hả? Miêu ăn bún riêu phải không? Thật cẩm là có ké luôn không cô? Dạ, đúng rồi. Mình là góc đường Hồng Chồng với Bãi Dương. Dạ. Con bỏ vô đây nè. Con lắm, ăn là nhiều luôn. Cho cô cắt cơm thôi. Đó, cô thích ăn gì con bỏ đó. Cứ ăn thử đi. Thôi, cho cô cắt cơm đi. Rồi, đây có luôn. Cắt cơm đi. Bởi vì cắt cơm ngoài này tươi mới lắm. Cảm ơn cô nha. Mà xe xôi. Cá thế nào? Đặc biệt là ở chỗ có cá đó. Cá còn ngon. Lần đầu tiên ăn, quả nhiên bị ghiền như quảng cáo. Tay nghề cao thật, chỉ 20.000 một hộp xôi thập cẩm có cá. Quán bún riêu Thủy ở kế xe xôi bán bún riêu, bún cá sứa, bánh canh, ốp la, bánh mì, vân vân. Nước dùng chính là cùng một loại, cho nên các thứ không phải bún cá thì sẽ không ngon. Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vươn đôi cánh mềm lặng lẽ khiến chỗ nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi, với màu áo rêu vỗ về đánh giá. Chúng tôi book CD tour của Học Tầm Resort 680.000 khách, gồm cano đưa đón, tắm bùn, tắm khoáng, ăn trưa, dịch vụ bãi biển và trái cây bữa xế. Ô tô thì đặt riêng, xe của Hòn Tầm đón khách sạn tính theo cây số. Tia vầng mây nắng thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Đến bến tàu Hòn Tầm ở gần cảng Cầu Đá, đợi xuất phát chuyến 8:30. Cứ cách một tiếng có một chuyến cano trung chuyển từ đất liền ra đảo. Đây là một tour đảo chất lượng cao, đang được giảm giá kích cầu nên tương đối hấp dẫn du khách. Đối với mùa hậu Covid, lượng khách ra Hòn Tầm như vậy là khá tốt so với các tour khác. Biển đẹp, trời trong, hy vọng có một ngày đi chơi lý tưởng. Chỉ mất 15 phút lướt sóng là tàu đưa chúng tôi cập bến Hòn Tầm. Màu nắng trong lành trải lên khu giường nhiệt đới, gợi nên niềm hưng phấn, sự thoải mái cho tầm nhìn. Nhân viên tiếp đón rất chuyên nghiệp, chu đáo. Và bất cứ di chuyển đến khu dịch vụ nào, bạn cũng được xe điện đưa đón. Dì dào ngon heo mây, thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe xe đưa chúng tôi qua những con đường nhỏ rợp nắng vàng lá biếc, ngang qua những ngôi nhà nghỉ sang trọng,
Được biết mức độ giảm giá mùa này là rất lớn. Ví dụ, loại phòng Tropical giá niêm 6 triệu một đêm, nay chỉ sale còn 2 triệu 7, discount tới 55%. Tuy nhiên, giá này hoàn toàn nằm ngoài công thức du lịch mà chúng tôi đang thực hiện. Ngoài vấn đề vượt khung giá, còn một vấn đề rất lớn là về cảm giác. Càng đi càng thấy càng tự nhủ, đẹp lắm và buồn lắm. Và lòng còn nhiều điều muốn nói, hãy đắp đắp năm hồn, cháy lên trong tim mọi người, những yêu thương trong cuộc đời. Khu buồn khoáng đây rồi, vào gặp lễ tân cái đã. Đồ đạc các vô tục lốc cơ, nhận áo tắm, khăn, nước uống, thật là chu đáo. Công đoạn tắm bùn ở các nơi thường quy định trong vòng 20 phút, nhưng có thể do vắng khách nên resort cho chúng tôi thoải mái thời gian sử dụng bể ngâm. Bể ngâm ở đây đặc biệt làm từ đá hoa cương nguyên khối, khoét rộng, đặt dưới tán cây, ngoài ra được che thêm dù lớn. Dù đang là mùa hè nhưng cũng có gió mát nhẹ thổi, bóng cây che thêm nên cảm giác khá là dễ chịu. Chơi đồ hơn nửa tiếng rồi cũng chán. Chúng tôi đi tắm sạch dưới vòi phun áp lực mạnh, thích chí như là được tắm mưa, coi như được massage một lúc. Sau đó thì chúng tôi đi đến khu hồ khoáng. Một không gian tuyệt đẹp hiện ra trước mắt chúng tôi. Cứ chọn cái hồ mát nhất nhảy xuống chơi thoải mái. Khu hồ khoáng có nhiều địa hình khác nhau: hồ bơi massage thủy lực, hồ khoáng ấm, hồ khoáng nóng, thác nước tràn và địa hình ruộng bậc thang, rất nhiều chọn lựa.
Chúng tôi dành khá nhiều thời gian ở khu vực hồ bơi khoáng và thác nước thủy tinh rơi từ những bậc đá hoa cương tạo dáng bậc thang biển sơn cước. Một gói tua đẹp, thỏa thích chơi, tiếng nước, tiếng gió hòa nhau thành những âm điệu reo ca, thành hồ tràn nước tạo cảm giác vô cực. Chân trời ngang tầm mắt, nước biếc trời xanh, bạch dân dài đóa. Đây hẳn là thời gian phiêu nhất trong tua. Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình. Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn. Bình minh tươi mát. Đảo nhỏ này được khai thác đúng chuẩn môi trường sinh thái lý tưởng. Hệ thực vật phủ một màu diệp lục cho toàn đảo xanh mát, mật độ xây dựng ít, kiến trúc đẹp, thanh lịch, khác với khuynh hướng quy hoạch dày đặc của một số tập đoàn nổi tiếng. Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi. Phượng thắm trời xanh, tất nhiên là mùa xuân đã hết, cho nên nhà thơ mới hoài xuân. Mùa sen tỏa hương chính là mùa hạ. Ở đây ta cũng có chim ca, ánh sáng, hoa hạ và biển. Tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng. Đây là bữa trưa ở nhà hàng Rizzi. Lưu chân khách không phải vì chất lượng thức ăn, mà bởi vì không gian mát lạnh, dễ chịu với nhiệt độ phòng và màu biếc xanh qua làn cửa kính. Như mọi khách sạn nhiều sao khác, khó mà tìm thấy sự ngon miệng đối với người Việt Nam. Da bụng căng thì trùng con mắt. Được cái gần khu bãi tắm có hẳn một giường râm mát để khách nghỉ trưa, đủ loại ghế nằm, giọng cách điệu, giường tre, vân vân. Cây to bóng mát, da rang êm đềm. Nếu những ai không mua gói tắm bùn thì ở đây vẫn có cái hồ bơi đẹp dành cho gia đình. Tươi mát về hoàng hôn thơm ngát, làn gió đưa hương đời nhẹ chưa chan hôn. Đến 2 giờ biển vẫn còn nóng, cho nên chúng tôi đi lấy trái cây về ngồi ăn trưa trong vườn. Vé buffet trái cây chỉ là một chút hương hoa cho vui. Chiều này chúng tôi dành cho biển. Hòn tầm xanh trong, cát mịn trải mềm dưới nắng là một bãi tắm lý tưởng. Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng, bờ cát dài phẳng lặng soi ánh nắng pha lê. Thật tuyệt nếu như được tắm biển chiều. Tuy nhiên vào mùa vắng khách, khu trò chơi trên nước dường như ngưng hoạt động, chỉ thuần túy là bơi biển. Dù biển trong như thế mà không hề có một sinh vật gì hiện hữu. Chúng tôi cố ý tìm nhưng không có rong, không có ốc, nói gì tới những đàn cá nhỏ như đã nhìn thấy ở cầu tàu. Một cái biển quá ư trầm lặng, sóng rất nhẹ, đáy thoai thoải, cũng là một bãi tắm an toàn. Bờ đẹp đẽ mơ màng suốt ngàn năm bên sông. 4 giờ chiều thu xếp hành trang trở lại cầu tàu. Chúng tôi đợi chuyến 4 giờ rưỡi. Do vắng khách nên đây có thể là chuyến cuối. Đúng ra lịch vận chuyển còn có một chuyến 5 giờ rưỡi nữa, nhưng nhân viên bảo vệ đã lịch sự đi tìm từng tên khách lạc đâu đó trong vườn dưới bãi để tập kết một lần xuống cano.
chiều hoàng tầm bình yên, nắng vàng rơm, gió hay hay rất đẹp. Thế là chúng tôi đã hưởng thụ trọn vẹn một Side Tour, chỉ một đảo thôi, nhưng chất lượng xứng đáng với tên tuổi của một resort 5 sao. Đã từ lâu chúng tôi từ bỏ các tour đảo, chúng không phù hợp với sức khỏe. Do tính chất kích cầu nên CD Tour hoàn tầm chỉ 680.000. Rất hấp dẫn, vui vẻ. Một môi trường xanh sạch, chim ca hoa nở, tour đảo nhưng lại mang tính nghỉ dưỡng, thư giãn thật là tốt. Chiều hòn chồng con nước cạn, tưởng mùa trăng lên thì thủy triều cũng lên, nhưng lại lên vào buổi khuya. Thoạt nhìn bãi rồng lô xô đá rất tức cười, nhưng lạ nổi là người ra chơi còn đông hơn đá nữa. Thật đáng tò mò, trước mắt chúng tôi đi dạo, gió mát từ khơi lại, xua tan dư vị nắng hè. Chiều hòn chồng có cây hay, thư thả cùng bãi biển bình dân, du khách và người địa phương khó phân biệt. Toàn là những kẻ nhiều kinh nghiệm tìm vui trên cái biển chiều kiếm ngát. Dưới lớp nước mỏng, xen giữa đám san hô sống chết là phong phú giống loài sinh vật biển, những mảnh đời nhỏ nhoi mà kiên cường. Vì không kịp theo thủy triều rút ra khơi, hay bởi vì số phận gắn liền với thảm rông, với hốc đá mới có nơi ăn chốn ở. Dùng biển cạn, gợi cho ta bao cảm xúc dơi đầy. Mấy người mình thu hoạch trong nho trụng chỗ đi. Trời ơi con biêu dữ tợn luôn. Luôn nắm luôn nữa nè. Luôn. Trời ơi nắm luôn nữa. Rửa chút xíu cho nó đẹp đi mấy em. Cho nó đẹp đi rồi mình quay mình chụp. Này. Trời ơi. Rồi. Có chùm này tươi nè. Ừ, tai long để sát vô. Đó. Chúng tôi có cảm giác thú vị khi chiều này vượt qua thềm san hô và hải tảo để vượt biên. Tự cười rằng mình lên hòn chồng trốn vé. Mấy ai biết rằng trốn vé cũng cần được thiên nhiên đồng ý. Hoàng hôn hòn chồng, một kết thúc độc đáo, điển hình cho diện mạo dân dã, quen thuộc của biển trời Nha Trang kinh điển. Cho dù thành phố có mở rộng dòng đai qua khỏi bờ sông cái bằng những kiến trúc hiện đại tới đâu, thì vẫn chừa lại biển hòn chồng một cảm xúc rất riêng. Có không gian để thở, có tà dương lầm lầm, có bóng chiều vàng cam ngã tím. Đó cũng là nguyên nhân chính khi chúng tôi bỏ qua những discount cực tốt 4 năm sao Ocean View ở biển Trần Phú mà chọn về hòn chồng.
chiều đi, đêm xuống, trăng lên, tất cả đều dễ dàng tiếp nhận vào lòng, vào tầm mắt, sự yên vui, đầm ấm cũng dễ dàng đạt được trong một tour Nha Trang đẹp, rẻ bền như thế này.